Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là gọt quả dứa các bạn nhé. Dứa của mình hôm nay là mình sẽ chuẩn bị là 2 quả dứa để gọt các bạn nhé. Thì mình sẽ giúp các bạn là gọt dứa một cách là sạch này và hết cái mắt của quả dứa đi các bạn nhé. Vì cái mắt dứa là nó sẽ ăn là nó sẽ có khả năng là gây độc các bạn ạ. Nên nếu mà các bạn mà không quét mắt dứa mà sâu xuống hoặc là sạch đi thì sẽ cái mắt dứa của nó sẽ làm cho mình sẽ bị ngộ độc các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là gọt quả dứa này, rồi là sẽ ủ dứa, cắt dứa ra làm sao các bạn nhé. Thì hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì bây giờ thì các bạn cùng với mình để đi chuẩn bị dứa để gọt các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi lấy dứa ra các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Các bạn ơi, đây hôm nay là mình đã chuẩn bị là 2 quả dứa như này các bạn luôn. Dứa mình đã chuẩn bị 2 quả đấy. Mình sẽ ngồi như thế này để các bạn nhé. Để mình gọt dứa cho dễ nhé. Thế các bạn ơi, mình có dứa này, 1 quả và 2 quả này. Bây giờ mình sẽ gọt một quả công đoạn trước các bạn nhé. Mình sẽ gọt dứa theo từ độ con từ quả một nhé. Đây các bạn ơi, dứa của mình chọn dứa là dứa đều mắt nhé các bạn nhé. Các mắt dứa thì phải đều nhau này, nhà này thì dứa sẽ ngon này. Màu là các bạn chú ý là màu vàng nhé, thì dứa sẽ ngon nhé. Chứ còn các bạn chọn màu xanh thì dứa vẫn còn chưa chín ngọc, chưa già thì sẽ ngon. Đây mình chọn 2 quả, 1 quả này thì mình sẽ để ăn này, và 1 quả này là mình sẽ để xào nấu các bạn nhé. Thì hôm nay mình cũng sẽ gọt luôn để hướng dẫn các bạn là chi tiết hơn nhé. Nếu mà các bạn mà không xem kịp thì các bạn xem mình gọt quả thứ hai nhé. Để hướng dẫn các bạn tỉ mỉ hơn nhé. Các bạn ơi, gọt dứa thì mình sẽ dùng 2 con dao nhé. Một con dao này để mình để quét mắt dứa này. Con dao này mình sẽ gọt quả dứa các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gọt dứa luôn các bạn nhé. Cắt cái phần đuôi của cái quả dứa này các bạn. Các bạn xem, đấy, mình đã gọt dần xong được quả dứa rồi đấy các bạn.
Các bạn ơi, sư sư mình đã gọt xong một quả dứa rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ gọt tiếp cái quả thứ hai nha. Đây là cái phần móc của dứa này. Đây các bạn xem móc của dứa này. Đấy. Rất là nhiều luôn nhé. Những cái móc dứa là rất là to. Đấy, mình vuông gọn một góc này nhé. Mình tiếp mình gọt đến quả thứ hai nhé. Đây bạn, các bạn ơi, mình có hai quả dứa đây. Một quả dứa mình đang gọt xong rồi, một quả dứa mình tiếp tục mình gọt thôi. Quả dứa này thì mình sẽ gọt trước cái phần này đi nhé, cái phần lá này đi. Đây mình sẽ cắt bớt lá tiếp đi, mình sẽ gọt xuôi từ đằng trên xuống dưới nhé. Oh, it's just about.
thêm ấy. Các bạn ơi, vừa rồi mình đã gọt sơ qua cái lớp vỏ bên ngoài các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ gọt kỹ một chút cái lớp vỏ bên này để mình ăn các bạn nhé. Đấy, mình sẽ gọt cả một lớp này. Mình sẽ đến cái phần này mình sẽ gọt sâu một chút lớp vỏ vào các bạn nhé. Mình sẽ không để quá nhiều vỏ như trước. Các bạn ơi, đây đây là một quả dứa anh nhé. Đây, quả dứa này là mình rất là gọt rất là kỹ cái vỏ ngoài rồi, tí mình chỉ cần quét mát mát nữa là xong các bạn nhé. Còn đây quả dứa mình nhận chưa gọt kỹ mua đâu ạ các bạn nhé. Các bạn để ý nhé, hai quả dứa này là quả dứa này thì mình gọt từ trên xuống dưới các bạn nhé. Còn quả dưới này mình phải gọt từ dưới lên trên này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp hành tiến hành gọt tiếp cái quả này nhé. Các bạn gọt dứa kỹ một chút các bạn nhé, thì để cho dứa của mình nó đỡ có độc các bạn ạ.
Đây là đã xong, đã gọt xong cái phần dứa vỏ ngoài các bạn nhé. Các bạn gọt thì các bạn chú ý là các bạn sẽ để cái cuống của quả dứa như này nhé. Thì đến lúc mà mình làm gì mình cầm nó sẽ dễ hơn các bạn. Mình cầm như đấy. Đây các bạn xem này, hai quả dứa của mình này. Đấy. Quả bên này nặng hơn quả bên này các bạn. Đây là mình đã xử lý cái phần là phần lấy quả dứa các bạn nhé. Xong bây giờ mình sẽ để dứa để ra ngoài cái bát như này nhé. Để mình đi bỏ rác này đi các bạn nhé. Các bạn ơi, mình vừa đi bắt cái vỏ dứa rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình đã rửa qua sạch cái mâm này các bạn nhé. Để mình tiếp tục là bước tiếp theo này. Các bạn ơi, dứa ở mình đây thì gọi là quả dứa các bạn. Nhưng mà trong Nam thì sẽ gọi là quả thơm các bạn ạ. Thơm á. Giờ mình sẽ tiến hành mình dùng cái dao nhỏ này các bạn nhé. Đây, dao nhỏ này để mình móc từng cái mắt dứa ở trên này các bạn nhé. Để gọt sạch cho quả dứa nhé. Các bạn ơi, các bạn có hai cách để khoét mắt dứa như các bạn nhé. Dứa này mình sẽ là đâm chéo này. Hoặc các bạn sẽ khoét từng mắt một cho các bạn nhé. Nhưng mà mình mách cho các bạn đó là khoét mắt mà nhanh nhất là các bạn nên là chéo một đường chéo như này các bạn nhé. Chéo của cái mắt dứa này mình căn này đấy, nó chéo này. Giờ mình sẽ làm luôn nhé. Gọt dứa thì các bạn theo mình thì và các bạn nên tìm cái mâm mình nhé. Gọt rất là đơn giản các bạn, mà khoét mắt dứa đơn giản, mình không cầm như này, cầm này sẽ mỏi cái cơ tay này các bạn. Đây, chống lại đầy đồ nó nặng nó dịp nó chịu xuống nó sẽ mỏi. Mình sẽ để đây, mình đến đầu nào mình cần khoét thì mình lăn ra, rất là dễ, đơn giản hơn các bạn. Đây là những cái mắt dứa mình đã khoét này. Đấy.
tùy vào cái độ nông sâu của cái mắt sứa mà mình quét mắt cho nó phù hợp các bạn nhé. Nếu mà mắt sứa mình nông ấy, thì mình cũng chỉ cần quét nông các bạn nhé. Nếu mà các bạn quét sâu quá thì sẽ mất đi rất nhiều cái phần thịt của quả dứa các bạn. Nên là đây này, như cái quả dứa này của mình đang quét đi, cái mắt của nó rất là nông các bạn ơi. Thì nên là mình quét cái miếng nó nhỏ như vậy thôi. À, nên là các bạn nhìn là giữa xem đấy. Còn nếu mà cái quả dứa nào mà nó sâu mắt thì mình phải quét sâu vào các bạn nhé. Không có mình đừng để cái chân của cái mắt dứa lại là ăn rất là nguy hiểm các bạn. Trái thơm này hay gọi là quả sứa ở miền Bắc này thì rất nhiều người ăn. Nếu mình như là phụ nữ như mình thì các bạn mà có thời gian ấy, với lại các bạn mà chỉ có mà ăn mỗi một ngày một quả dứa thì da mặt của các bạn sẽ rất là đẹp các bạn. Ăn dứa ăn thơm nhiều nó sẽ rất tốt, da mặt nó sẽ đẹp nữa. Dứa này các bạn ăn nó mát nữa, nhất là thích hợp với mùa hè này. Mùa hè những cái hoa quả nó nóng sẵn rồi thì mình ăn dứa nó mát hơn các bạn ạ. Dứa này nếu mà mình ăn mà mình cảm thấy nó chán rồi ấy, thì các bạn lại chuyển sang ép nước dứa các bạn nhé. Ép nước dứa thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ cho những đứa trẻ nhỏ, con của các bạn nhỏ thì là các trẻ thì ngại ăn chẳng hạn, lười ăn, thì các bạn nên ép nước dứa để cho trẻ uống bổ sung mỗi ngày. Đây các bạn ơi, các bạn dùng những con dao nào có cái mũi nhọn nhọn như này nhé. Nếu có cái phần mắt dứa không đấy thì mình quét được phát luôn nhé. Các bạn ơi, các bạn xem, mình còn một chút nữa là xong quả dứa rồi đấy.
mình đã hoàn thành xong một quả dứa rồi này, mình khoét mắt này, mình quay gần cho các bạn xem. À, dứa rất là ngon các bạn. Cái phần quả dứa này xong này, mình sẽ cho vào đĩa mình để đây các bạn nhé. Sở tiếp theo là đến quả dứa thứ hai các bạn nhé, mình quét mắt nốt nhé. Đây một quả dứa này. Mình gọi rất tất đi rất là nhiều thứ các bạn. Vỏ dứa này dày này, bây giờ đến lại mắt dứa nữa này. Đấy. Của lông mỏ chân các bạn.
sứ này nhé các bạn này. Đây này, đây. Mình đã có hai quả sứ hoa rồi nhé các bạn nhé. Đây. Các bạn thấy giới mình chọn thế nào? Củ quả rất là vào ươm. Củ quả này thì nó không vào mầm quả này. Quả này mình mới chọn để mình xào. Còn quả này mình chọn để mình ăn. Giờ mình cũng sẽ đi đổ cái mắt dứa này, các bạn xem đây. Đấy, lúc trước là phần vỏ dứa, còn đây là phần mắt dứa này các bạn này. Những cái mắt như tinh này, rất là nhiều mắt dứa luôn các bạn. Đấy. Bạn ơi, mình gọt xong dứa rồi, bây giờ mình sẽ vệ sinh nhé. Mình rửa cả da luôn rồi các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ ăn cái này, mình sẽ bột dứa để cho các bạn xem nhé. Đây là quả sứa để mình xào nhé. Mình xào nó thì mình sẽ để bổ sau quả sứa này nhé. Và mình sẽ bổ trước cái quả sứa mà mình ăn đây các bạn nhé. Giờ mình sẽ cắt dứa cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn thấy cái mỏng mỏng của nó. Mình sửa chất nhé. Quả này rất ngọt các bạn. Đây là cái phần cùi dưới nhé, thì các bạn bỏ đi nhé. Đây là phần thịt dứa các bạn nhé. Thịt dứa thì rất là ngọt các bạn ạ. Nên là mình sẽ cắt cái đuôi dứa đi. Đấy. Cái phần chân trắng ở dưới đi cho nó sạch.
này bạn mình tắt cái chân trắng của vật nuôi này đi nhé. Các bạn cắt như này thì là các bạn cắt như này và các bạn bỏ được cái phần cuốn của quả dứa ở cái phần ở giữa cái ruột dứa nhé. Cái ruột dứa thì chúng ta sẽ không ăn các bạn nhé, rất là cứng mà ăn nó không có vị gì. Bây giờ dứa mình có hai cách bỏ, cách bổ nhé. Một dứa này mình sẽ bổ từng miếng nhỏ như này nhé bạn nhé. Các bạn này chẻ khúc như này là 4 miếng như này nhé. Và phần này thì các bạn sẽ thái theo cái chiều của quả dứa này nhé. Đấy, cái rãnh, từng rãnh của quả dứa nhé. Còn các bạn ơi, còn cuối cùng này nhé, mình sẽ bổ dọc quả dưới, bổ ngang quả dưới ra nhé, để mình muốn vuông như này nhé. Các bạn ơi, mình gọt dứa về mình làm gọt dứa và bây giờ mình hướng dẫn các bạn là bổ dứa này. Có 3 cách bổ dứa nhé. Cách thứ nhất là dọc quả dứa như này các bạn nhìn nha. Đấy, cách thứ hai là bổ theo cái chiều sẵn của quả dứa các bạn nhé. Cách thứ ba là bổ ngang quả dứa ra. Bây giờ mình có chuẩn bị một cái đĩa như này để mình bày cái dứa mình ăn lên trên đĩa. Các bạn ơi, mình đã có một đĩa dứa để ăn rồi nhé. Đấy, rất là đầy đặn mà nhìn rất là ngon các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình đã quay lại cho các bạn xem nhé. Đây này các bạn ơi, đĩa dứa là mình đã bổ xong nó như này các bạn nhé. Đấy, ôi hương vị rất là thơm luôn.
Đây là xong đĩa dứa của mình đã ngộ xong rồi các bạn nhé. Và mình sẽ để đây. Đây là một miếng dứa là mình thừa, mình sẽ ăn nhé. Dứa rất là ngọt, ngon các bạn ạ. Bây giờ đến quả dứa này nhé, mình sẽ xào quả dứa này các bạn, và mình sẽ bổ quả dứa này ra nhé. Mình sẽ bổ là bổ đôi cái quả dứa này ra nhé, chè dọc cái núm này luôn nhé. Đấy. Xong mình sẽ lại chè dọc cái nửa này ra luôn nhé. Đấy. Mình sẽ chè tư quả dứa này ra nhé. Đây các bạn ơi, giờ mình sẽ thái các bạn nhé, thái sữa thì thái chéo chéo. Mình cắt bắp cái miếng này đi. Mình sẽ bỏ cái bát này. Cái dọc đuôi này mình cắt bớt đi cái phía trắng đi các bạn, mình để ít tại thôi, mình không để nhiều. Quả dứa này chua hơn quả dứa nữa các bạn.
Các bạn ơi, hôm nay là mình đã hướng dẫn các bạn đó là quạt sứa các bạn nhé. Mình đã hướng dẫn các bạn đó là quạt sứa rồi các bạn ạ. Đó là mình gọt hai quả sứa nhé. Mình gọt hai quả sứa, hướng dẫn các bạn là gọt sứa là có hai cách các bạn nhé. Các bạn gọt sứa từ dưới lên và gọt sứa từ trên ngọn, trên lá xuống dưới nhé các bạn nhé. Nó hai cách là mình đã dùng hai quả sứa để mình gọt cho các bạn xem nhé. Cách thì gọt từ dưới lên trên, từ cái phần đuôi dứa lên trên này, và cái cách ngược lại là gọt từ đầu gọt xuống các bạn nhé. Thì hai cách gọt sứa của mình đây, mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn nó là cách quét mắt sứa này, gọt hết cái lớp dày của quả sứa xong này, sau đó là mình sẽ gọt sơ qua lại một lớp nữa. Lớp bề mặt mà tiếp giáp với cái vỏ của dứa đấy, xong là các bạn sẽ quét mắt dứa nhé. Quét mắt dứa rồi là xong là các bạn sẽ là bổ quả dứa như thế nào này. Có những cách bổ dứa là mình đã có 3 cách để bổ dứa cho các bạn xem nhé. Đó là cách mình bổ dọc xuống này, dọc xuống quả dứa này. Cách thứ hai là mình sẽ bổ theo cái mắt khoét của quả dứa nhé, cái sẵn mắt khoét của quả dứa này. Thứ ba là mình sẽ bổ ngang quả dứa như này, đấy, từ khúc như này này. Bây giờ mình đã để co sẵn như này các bạn này. Đây. Đây các bạn. Đây là đối với lại dứa mình ăn, mình đã làm cho các bạn xem. Đây là một đĩa dứa súp xê mình đã gọt sẵn rồi các bạn nhé. Và mình có sẵn như vậy mình đã bày lên đĩa và mình sẽ ăn nhé. Đấy, các bạn chọn cách nào cũng được. Còn đây là bát sứa mà mình đã hướng dẫn các bạn là bổ ra để mình xào ấy. Thì mình sẽ bổ chéo và nó mỏng đi một chút các bạn nhé, thì là rất là thích hợp. Đây, hôm nay mình đã có hai sản phẩm để giới thiệu các bạn từ hai quả sứa ấy. Từ hai quả sứa mà thô sơ. Đây, giờ mình đã có thành phẩm là một bát sứa và một đĩa sứa các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là một món ăn đặc biệt, lòng bò xào với lại sứa các bạn nhé. Bây giờ các bạn cùng theo chân mình vào bếp nha. Các bạn ơi, lòng bò xào dứa của mình đây là mình đã làm sạch lòng bò nhé. Cái khâu này thì mình không quay cho các bạn xem. Mình đã làm sạch lòng bò thế này này. Mình ướp một chút hạt nêm mì chính này, chút dầu ăn vào đây. Đây là tỏi của mình nhé. Còn đây là dứa này. Dứa thơm mình đã bổ mùi cái cẩn thận này. Xong xuôi rồi, giờ mình sẽ bắt bếp mình nấu luôn này. Đầu tiên là các bạn cho vào đây cho mình ướp tỏi, bỏ vào mình dầm này. Một chút dầu ăn vào nhé, mình để mình phi thơm lên. Và mình sẽ cho lòng bò vào nước nóng. Sau lòng bò thì sẽ cho một chút tiêu xay vào cho thơm.
các bạn xào vào lửa lớn các bạn nhé, để cho cái lòng bò này của mình nó mình xào lửa lớn để cho lòng bò của này nó bớt nước đi nhé. Sau đó các bạn sẽ cho vào đây một chút mắm. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho dứa vào, mình xào cho dứa, xào với dứa thì nó sẽ vào chua chua hơn, tốt thì mà bò mình ăn sẽ ngon. Các bạn ơi, đây là mình đã nấu xong cái món lòng bò này xào dứa và các bạn nhé. Đây. Đây là món lòng bò xào dứa của mình nhé. Chúc các bạn làm thành công nhé.